Hello mọi người. Lâu rồi chú anh không có quay cái clip nào hết. Vậy thật ra thì nói chung thì cũng không có đi đâu nhiều. Hôm nay thì em có mặt ở Hồ Tràm. Em đi dự một cái sự kiện. Dạ, một cái sự kiện ngoài này sẵn là đi nghỉ dưỡng luôn. Đưa gia đình đi nghỉ dưỡng. Thì em đang ở cái chỗ check-in nè. Check-in đây. Rồi, còn đây là phía ngoài. Cái vị trí trước là đó, thấy không? Không khí hữu tình. Đây, thiên nhiên. Đó, quý vị. Đó. Như vậy cái bao nhiêu lo toan, bao nhiêu cái lo toan mình dục lại hết, tạm gác lại hết. Dạ, em muốn coi như thế này để truyền chút xíu năng lượng tích cực cho quý vị, cho nó vui lên, có tinh thần hơn. Dạ, để còn đối phó với bao nhiêu khó khăn phía trước nữa. Dạ, đó, chào thân quý vị. Ha, tự nhiên thấy nhẹ nhàng hẳn ra ở Hồ Tràm. Quanh đang ở ngay resort Melia. Đẹp. Phía trước đây là cái hồ nhỏ nhỏ đẹp. Đây là chỗ nơi chờ lấy phòng. Thực sự thì ông anh nhà tài trợ chính là ông anh tài trợ cho Quanh qua đây. Thành ra là chắc là anh nghe nói anh cho được một cái villa riêng. Tại vì khu ở Melia là giống như là nhiều cái villa. Đặc biệt của Melia là vậy đó. Em quay chút xíu. Rồi bây giờ là nơi check-in, ăn bánh trái free, nước free, cái gì cũng free hết. Sau đó vô phòng mới tính tiền. Dạ, rồi đây ha. Chút xíu năng lượng tích cực với quý vị. Rồi một lát nữa em check-in, em lấy phòng, em lấy xong xuôi hết rồi có gì lạ ngộ rồi em quay để em khoe với quý vị chút nữa nha. Rồi chào tạm biệt. Hi, quý vị ơi, đây đầu tiên ha, đây đó một cái villa hotel ở Hồ Tràm, đây chỗ tụi em ở. xa là con gái em đang đứng trong đó đó. Đây là cái căn villa tụi em đang ở nè. Chung quanh là nhiều căn villa riêng nha. Rồi em quay ngược lại xí ha. Đây là buổi chiều hồi nãy là buổi trưa, bây giờ là buổi chiều sau khi tắm hồ bơi, tắm biển xong. Rồi đây chung quanh nè, đó phía ngoài của cái căn villa nè, đó phía trước nè, đó. Rồi em quay lại nha, đây đó, trước cái villa thì đây là cái hồ bơi, đây hồ bơi và ngoài kia là biển đó quý vị, đó thấy không, đó đẹp ghê không. Dạ đó, coi như là rất nhẹ nhàng, thơ mộng, coi như là mình bao nhiêu ưu tư muộn phiền là bay đi hết đó. Nhìn thích ghê không quý vị, thích vô cùng đó. Tại vì em make up hơi, nói chung là cũng có chỉnh chu chút xíu, là tại vì sắp đi dự một cái tiệc tối nay ở ngay Hồ Tràm luôn. Dạ, một cái khánh thành của một bà chị. Dạ, dạ khánh thành gì thì mai mốt em sẽ cho biết thêm. Dạ, còn bây giờ là nơi mà họ book cho em ở nè. Đó, đây, đó, 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 đẹp ghê không quý vị, đó căn villa của em ở đây. Rồi đây, cái này là tối nay ăn barbecue tại đây. Đó, có barbecue tới người ta nướng ăn ha. Đó, em đang ở là Melia Hồ Tràm Resort Beach. Yeah, đó, đây, thấy không? Dạ, một chút nữa đó, thì họ sẽ tới, họ dùng xe chở đi vòng vòng hết cái resort này, dọc theo bãi biển. Dạ, đẹp quá quý ông quý vị, nhẹ nhàng quá ha. Dạ, mong là tất cả mọi người, ai cũng sẽ có cơ hội đến đây một lần, để mà... nói chung là để thưởng thức cái phong cảnh và cái khí hậu, cái ôn hòa, cái nhẹ nhàng, để cho nó bớt đi những cái lo lắng căng thẳng
những cái khó khăn, mất mát mà vừa rồi mình đã trải qua. Thôi, không nói chuyện đó nữa, em cố gắng không nói. Không phải là tụi em đi hưởng thụ đâu, mà rõ ràng là tại vì em đi vì một cái sự kiện event. Dạ, cái này là được người ta cho hưởng thụ thôi. Dạ, đúng rồi. Xa là bà chị em đó. Vì chiều nay là mặc đồ trắng trắng hết. Dạ. Rồi đó, đây một lần nữa em clean cho quý vị xem nha. Đó, đó xung quanh hết đẹp quá. Đó. 360 độ. Dạ. Rồi, một chút nữa có cái gì hay em sẽ quay nữa. Sáng mai em còn ở đây thêm một ngày nữa, tức là 2 đêm 3 ngày. Từ từ có gì em sẽ quay lên cho quý vị xem nữa nha. Rồi chúc quý vị nhiều sức khỏe. Chưa chúc đi thôi chứ là còn nữa nha, từ ha. Rồi tạm biệt. Đẹp không đây. Đẹp quá. Đây bên đây là sân bóng rổ, sân tennis, trong một khu resort đầy đủ hết quý vị. Đó là một cái hồ nhân tạo, nãy nó kéo dài cũng cả cây số à ha em ha, cũng dài lắm đó quý vị. Đó. Nãy lát mình có đi dọc bờ biển không em? Dạ có. Dạ, bây giờ em đang đi trong local, tức là đi trong nội địa của khu villa. Đó, quý vị thấy không? Đang đi trong khu villa. Đẹp không? Đây, đẹp ghê chưa? Đó, nó có chữ là Melia. Đây, chúng thấy đã. Đó, Melia. Nguyên khu resort, khu villa. Quá đẹp. Dạ, bây giờ là tụi em đang đi trong thôi. Phía trong thì nó là con sông nhân tạo hồi nãy như em nói á. Còn bây giờ thì đi ra một cũng là nhân, cũng là trong nội ô trước. Nội ô phía trong của cái sông. Cái hồ bơi trước nhà em là một cây dừa, xong một hoa sứ đúng không em? Hoa trắng là hoa sứ. Dạ, hoa sứ. Đây hoa sứ hồi nãy trước chỗ chị ở cũng đây. Dạ, cái spa nè. Dạ, đẹp ghê không quý vị, tất cả cái dịch vụ nằm trong đây. Đây thì chưa đẹp ghê chưa quý vị ơi. Đây phía trước là khu, đây là khu check-in đúng không? Dạ. Đúng rồi nè, khu check-in nè, đẹp ghê không quý vị? Wow, đó khu check-in đây. Đó, hồi nãy là em chỉ quay phía trước thôi, bây giờ mới là đó. Khu mà mình chờ để book phòng đó. Đặc biệt ngồi ăn trong đó là free hết, không muốn ăn cái gì cũng có hết. Uống rượu gì đủ đầy đủ hết. Dạ. Đó, lý tưởng ghê không? Dạ. Quý vị ơi, quý vị à. Xe của em thì không có chạy thẳng ra biển được, nhưng mà em sẽ chạy ngang qua khu vực này để mình có thể ngắm biển. À, dạ đúng rồi. Bây giờ thì em trai lái xe này sẽ đi ngang khu vực để mình ngắm biển, tức là dọc theo bờ biển phải không em? Dạ. Wow. Rồi. Dạ, có cái gì thì em sẽ khoe quý vị. Phải nói là nước Việt Nam mình có nhiều chỗ quá đẹp, quá tuyệt vời. Dạ. Mà đây đó quý vị thấy không, đẹp ghê luôn. Một khu resort thôi mà đi bằng xe điện lâu, thật là lâu như vậy thì nó rộng lớn như thế nào. Mà đặc biệt là dừa rất là nhiều và hoa sứ. Wow, đây biển, đây quý vị thấy không, đây là ngoài biển nữa nè. Đó, wow, thấy chưa, đẹp ghê chưa. Rồi bây giờ mình cứ chạy nữa đi cưng. Dạ, chạy xong. À, rồi bây giờ mình đi tới đâu em? Giờ mình đi tới chỗ nào? Mình sẽ đến nhà hàng. À, đến nhà hàng. Cái villa. Ở trong này khoảng bao nhiêu cái villa hết em biết không? Hiện tại là tụi em đang cho thuê 106 villa. 106 cái villa. Dạ, mà trong đó 2 phòng ngủ có, 3 phòng ngủ có, 4 phòng ngủ có. Dạ, 4 phòng là maximum phải không em? Dạ, căn nhất là 4 phòng. Căn là dạ. Căn bên tay phải mới là căn 4 phòng. Căn 4 phòng hết và cái view đều là nhìn ra biển hết nha quý vị. Và đặc biệt căn nào cũng có cái hồ bơi phía trước hết. Đó, mình muốn bơi mình bơi, mua hồ bơi thì bơi, muốn xuống biển thì xuống biển, đầy đủ hết. Đó, trong khuôn viên. Đó, dạ. Rồi bây giờ là đi ra tới khu này là cái khu hồ bơi lớn phải không ạ? Khu hồ bơi lớn. Rồi đây cho chị ngang cái điền cái nhà. Dạ. Cái nhà hàng mình chọn là gần hồ bơi luôn ạ. À, gần hồ bơi này luôn. Dạ. Chế trong này bao nhiêu cái nhà hàng tất cả? Dạ có 3 nhà hàng. 3 nhà hàng. Ồ.
Tức là mấy nhà hàng kia là trong, còn của tụi chị chọn là ngoài trời. Dạ. Tối nay sẽ là ngoài trời. Dạ. Đây, đây quý vị, ngoài những cái khu villa có từng cái hồ bơi riêng, từng villa thì sẽ có khu hồ bơi lớn như thế này. Tối nay sẽ tặng cho đẹp lắm, thấy không quý vị đó. Đây, quý vị tới đây và khu nhà hàng luôn, khu barbecue phía ngoài luôn, quẩy biển luôn. Và đêm nay nghe em nói là có nhạc, xong là có nước, có người nước ngoài hát. Trong Việt Nam mình biểu diễn đó, đẹp không quý vị? Đó, 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 em clear cho quý vị xem. Đó, đẹp ghê chưa quý vị? Wow, tuyệt vời quý vị ha. Wow, đây. Oh my God. Tới đây rồi phải không em? Ok, rồi bây giờ tạm biệt em, ra đó chút xíu có cái gì đây đây để em play hết cái hồ bơi chung. Đẹp ghê chưa? Đó, đó, đó quý vị ơi. Rồi, cảm ơn em nha, chú gặp lại ha, cái gì gọi lại em. Rồi, bye bye quý vị.